từ từ ngã vô đi rồi lát anh canh cò lại. Tắt máy này để nó anh canh cò lại luôn. Hello, chào anh em nha. Hôm nay có nhận một cái xe Dream lục này đời mấy đây ta? 98 hả? Làm đẹp quá. Số máy cuối là 556 nha anh em. Có chủ xe ở đây luôn nha anh em. Chủ xe ngồi nè. Đẹp trai dễ ra phết không? Nhưng mà mình cũng phải quay lại anh em, tại vì nói chung mấy cái xe riêng này cần phải lưu lại. Thì xe này là khách mới thay bộ nồi ha. Đây là chuông nồi. Chuông nồi ảnh cũng mới thay. Nó có cái số series chuông là 720 mờ ảo ảo. Mua mới nè nè nè, trời ơi nó mỏng dánh luôn à. Rồi đây là cái lồng, lồng TH chữ lớn, TH chứ không HF đâu, TH mà không đá mô tô. Đâu HM hả? Tôi đọc TH à. Nè chữ T nè, TH đó. Thì HM, TH đi đâu ngược vậy, đâu phải HM đâu, nó đóng vậy, nói chung cái đó đó. Rồi nhìn vậy đi, THM, MH gì đó. Đầu ET29 nha anh em. Dên đây, dên là bên ma lửa là 09 thì sau 10 đây. Ừ nó vậy đi, bên kia là 14. Rồi. Giờ mình tiến hành này, dên này kêu rồi anh em. Đi kiểm tra xúc bắp làm lại. Rồi do lên cốt ép dên. Hôm nay là cây cốt cam là có dấu hiệu là nó hơi bị xước nhẹ rồi. Xe đồ còn khá là đẹp nhưng mà kêu mũi máy lóc cốc. Giờ đi làm lại. Bên kia thì em nó đang đã ra nó thay trên cam chiếc RS anh em ơi. Rồi bây giờ tiến hành làm đồ, quay lại cho anh em xem nha. Mấy cái nồi này là đảm bảo là nó chạy thì nó ù thôi chứ còn giọt lẹ thì không có giọt. Bố nó mỏng quá mà, mỏng bố hãng thì nó mỏng nhưng mà này quá mỏng. Rồi. Thì như vậy là cuối cùng mình cũng làm xong cái con Dream lùng rồi nha anh em. Xe này có cái số máy là 25 gì đây. 2556 nha anh em. Này mình làm xong rồi. Nói chung là xe này là làm hết. Chỉ có bộ nồi là khách mới làm cho nên là không có đụng đậy hết. Giờ nổ máy cho anh em nghe nha. Cam cò con không có thay nha anh em, chỉ thay một cái mặt đạn cam thôi, cam cò riêng cò. Xe mới ru đai xong giờ giao cho khách về nè anh em. Máy này cũng còn khá đẹp anh em ơi. Rồi. Cái máy bơm nó chạy, cách thanh toán tiền chuẩn bị về. Nay làm hết 2 triệu mấy đó anh em ơi. 2 triệu tư mấy chục á. Còn cái này tiếp theo thì mình cái cục máy 67 bơm nhớt yếu và nó có cái hiện tượng là nó xì ron ron chân lồng nè anh em. Đó. Mình sẽ thay cho khách một cái sò bơm khác, nó yếu chứ không phải nó không bơm nha anh em. Thay cho khách một cái sò bơm khác. Và mình cũng nói với anh em luôn là cái xe này là hôm trước là mình làm chứ không có ai hết. Hôm nhất nó có cái hiện tượng là nó lên mà không có được mạnh lắm. Đó, thì trước kia thì cũng đã nổ test đồ đàng hoàng rồi. Bây giờ nó bị vậy thì mình phải thay lại cái sò bơm cho khách. Đó. Rồi kiểm tra cái ron chân lồng. Tại vì anh em biết sao mà mấy cái xe số 7 cúp nó hay xì cái ron chân lồng không? Cái thứ nhất ấy, thì cứ mỗi lần mình rã ra cạo ron thì nó sẽ bị lệm nữa này. Đó. Xe này mặc dù ta keo rồi nhưng mà nó bị. Còn cái bộ băng lông băng lửa này cách nói là nó hơi xè. Cách bảo là kiếm bộ băng lông băng lửa khác, nhưng mà mình sẽ thử coi đổi cái bộ lăng khác cho nó xin xa nha anh em. Xe này không biết làm thì có kịp được không, có gì đó sẽ quay lại cho anh em xem sao. Rồi đây
Thì ở đây là khách cũng nói là thợ tay khác nói là cái gì xe chạy mới làm mà nó nóng khói. Thì cái này mình nói thẳng với anh em á, cái chuyện mà xe nó nóng khói là ví dụ như là xe nó ra khói là nó khác ha, xe nổ ra khói là khác. Nhưng xe mà khi mà nổ mà anh em bảo là không nóng khói á là không có đúng nha. Đối với những dòng số 7 này, cái tùy theo anh em canh xăng như thế nào không biết. Nếu mà canh xăng không có chuẩn thì dư xăng dễ bị đóng bên đây lắm. Và nếu anh em không tin thì anh em cứ làm xe đi, chạy 10 ngày nửa tháng mở ra thử coi đóng khói hay không ha. Đó, còn anh em nào á mà làm xe mà mở ra mà nói không đóng khói mà còn trắng vậy á thì quá giỏi, mình cũng cần học hỏi. Mình nói thật với anh em, đối với những cái xe mà nó lâu đời làm lại yêu cầu nó êm này nọ, còn chuyện chảy nhớt chảy đồ thì mình làm lại cho khách. Bơm nhớt khách nói là yếu, mặc dù là coi như là dẫn bơm chứ không phải không bơm. Không bơm thì làm sao mà cái piston nó được như vậy anh em, đúng không? Đó, bây giờ mình làm lại xe này cho khách. Thì tiếp tục cái video là mình đã làm xong cái cục máy của số 7 rồi nha anh em. Xe này là đầu lòng 72, giờ nó giống như là dân DD. Thì có sao nói vậy thì mình cũng đã thay một cái bơm nhớt cho khách cho nó mạnh hơn nè, khắc phục cái tình trạng nó chảy nhớt. Nhưng mà mình cũng nói đi cũng phải nói lại nè mình không biết cái lý do gì mà mình làm máy ở đây là mình đã test kỹ rồi, nhưng mà khi gửi về cho khách thì khách tự ý nói là hư giọng nồi, cách thay bộ nồi. Thì từ lúc thay cái bộ nồi thanh không có canh cái nụ ra, dẫn đến cái tình trạng là nó bị lúng đây nè. Có nghĩa là khi cái nụ Amaya mà chuẩn bị bóp là nó nằm trong cái phốt này nha anh em, nó nằm phía trong này, do đó là bóp là nó chảy dầu ra đây đó. Anh em có nhận không? Có nghĩa là cứ chạy bóp Amaya là dầu nó tràn ra đây nè, mà một khi dầu nó đã tràn ra đây rồi là nó sẽ không vô được cái dên, nó cũng không lên nuôi đầu lòng luôn đó. Thì giờ mình đã làm xong rồi. Rồi ở đây là coi như là khách nói mình đó là về ngoài đó thì có sao nó vậy, thì anh nói là nó hơi chảy cái chỗ này, thì mình đã khắc phục thay ron và bỏ sim cao su được vô rồi hả. Thì anh khách có coi là ở đây là mình đã nổ thử rồi nha anh em, máy đã nổ thử rồi. Và khách nói là thử lại băng mo thì mình cũng không hiểu lý do tại sao. Thì băng cái băng mo này thì cái băng mo cũ, số này là số 8, do đó cái lòng đền nó mua rất là khó, mình đang dụng lại mình làm cho khách hả. Rồi thì khách nói cái vô lăng này là xè, kêu đi mua vô lăng mâm lửa DD đồ gì đó các thứ, thì cái chuyện đó mình không biết. Nhưng mà cái vô lăng này nó không có xè nhiều, nó chỉ có xè gió thôi đó. Còn khách nếu muốn mua cái gì tốt hơn là cái chuyện của khách nha anh em. Đây xe mình mới làm chưa có tém ron này gì hết, mong anh em thông cảm, cuộc trời cũng tối quá rồi. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh nghe, anh em nghe cái tiếng máy nha. Và tôi nói lại một lần nữa là khách ở đây tôi xài mô pin sườn tàu lao máy lao nè, IC nè ha. Và đặc biệt nó chuẩn hay không là do cái bình xăng, bởi vì xe của khách á mà có chuẩn hay không là phải coi lại cái bình xăng. Rồi em trai bây giờ em nổ đi, anh em mở luôn cái bơm nhớt cái thử cho khách nè. Mở luôn này, mở bơm nhớt trước, mở bơm nhớt đi rồi ha, nổ. Anh em nghe tiếng máy rồi khách nghe tiếng máy cho nó kỹ càng nè. Rồi nổ. Tắt cái máy bơm đi em. Nè, giờ mình hạ ra này nha. Nè, anh em nghe coi tiếng máy này nha. Đó, đây số máy quay lại cho khách coi luôn nè. 6902 ha. Đây, vô lăng này anh em. Đó, ở đây là rất là yên tĩnh nha anh em. Anh em nghe tôi gõ cái tiếng cà lê này nha. Lát nữa mình sẽ canh cò lại nữa, nó còn em nữa. Đó, anh em thấy máy nổ chưa? Đó. Bô này, cho bịch bô lại nè. Đó. Mình để cái anti gọi là nhuyễn nhừ luôn nè anh em, rất là nhỏ luôn ha. Đó, giờ mình chỉnh cho nó toàn bộ máy nè. Rồi, đây con cò này giả nè. Thôi được rồi, cái đèn led đủ rồi. Anh em nhìn nhớt rồi nha. Anh em đừng có nghĩ là nhớt nó cuộn trào lên đây là tốt nha. Nó chỉ đủ một phần nó nuôi cam cò thôi, còn lại nó phải nuôi cái dên ha. Còn anh em ráng lên trên này cho mạnh đi, xui lỗ đi rồi thấy cảnh ha. Này nhớ nè. Đó, nhớ nhớ rồi nè.
đi vẫn bắn hào hào ha, bắn ướt cam cò luôn nè. Tại vì ở trong này là vắng lắm, không có đám đồ nhiều anh em hả, phải không? Nó lên nó nuôi cam cò ướt nghẹp hết, thấy không? Nó bắn phun xương đều hết nha anh em, chứ không có phải là rồi đám vô, từ 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 ngán vô đi rồi lát anh canh cò lại, tắt máy này để đó anh canh cò lại luôn cho mấy em luôn nè. Mấy em coi tiếng máy nó nổ này. Nè tụp tụp là các bạn có máy nè, mình kia kêu đó hết rồi đó, nó tụp tụp thả ra các bạn có máy nó rung rồi nè, anh em nhìn tiếng máy nó nổ nè ha. Đó, nó nổ vậy đó mà chê cái nổ gì nữa trời. Đó, còn đây là tiếng vô lăng xè, khách có quyền mua cái gì ráp ráp, còn mình ở đây vô lăng thường thì nó vậy thôi, chứ bây giờ biểu như thế nào thì mình thua, biểu mình đi mua vô lăng đê đê đồ các thứ thì bây giờ mình không có mua đâu, mua về rồi anh em chạy không được rồi bắt đầu là mắng vốn mình nữa, mình bỏ tiền ra, cái đó là nói thật. Này lát làm mà hôm nay mấy cái câu su non này ấy ra chạy cái này đâu hộp cũ nó dính cả đó, cả cái này ra đếm lại rồi rửa chặt chẽ ra cho cách rồi thử mo luôn, lấy đèn thử mo đi, mượn cái dây lửa này nè em, rồi em ghim vô dây lửa đi nè, đang xuống không nè, nè đèn sáng này nè, rồi vô số đi em trai, tắt nè, thấy không, cả mo này nhẹ nhàng nè, đèn sáng nè, đó vậy thôi. Cái máy nổ là bịch bô à, rất là đó, anh em nghe đi, mình chăng nó hút này đó, máy nổ đó, muốn sao nữa, chỉnh nhỏ nữa nè đó, còn nghe tiếng bô này anh em, tại vì thằng này sao lòng 72 không có gì hết, 72 đâu bằng máy, nó máy nó nổ nhẹ tơ bơm nhớt là nó vô trong này phải 7 phần, ở đây 3 thôi, nó chỉ nuôi có 2 con cò với cây cam thôi hả. Anh em đòi bơm nhớt mà lên cuồn cuộn thì sẽ có cách, nhưng làm để giữ lại đồ riêng rồi các bạn cái thứ thì nó không nên nổi gì đâu ha, sao mãi được. Rồi bây giờ mình tắt máy canh cò nổ lại cho anh em xem tiếp hả. Đây sau khi mình canh cò rồi nè anh em ha. Hả, cái vô lăng này anh nói xè là lý do là khi lên IC ha, cái đuôi cá nó sẽ không, chỗ này nó luôn nó có đồ hở nè ha, còn nếu mà cái vô lăng này mà nó được kín hơn thì nó sẽ không có xè như vậy ha. Đó mình xè gì anh em không có gì đâu nè, mình bật tiếng bô cho anh em nghe một lần nữa nè, đâu rồi đưa miếng vải cho anh em cho xè cái gì đâu nè, ở này bình xăng nè, lăng này mình xè cái gì cho tròn tụi máy chút nha anh em. Đó, bật luôn cái bình xăng lại em. Đó, rồi hoàn thành, vậy là mình đã hết lòng với khách rồi anh em. Có anti nè, không máy đang nóng lắm á nha, chứ không máy nguội đâu nha, đâu em lấy miếng nước em ấy lên cho người ta coi em, để ta tưởng bộ máy nguội á, nãy giờ mình nổ nhiều lắm á. Đây đó, máy đang khá là nóng nha anh em hả, ơ đừng đừng lòng hả, được coi nóng mà nó dính nhớ cái chứ cái đâu mà không nóng, nước vô là vón liền nè, coi nè đó. Em lấy nước coi không, sôi chứ chưa đến nổi với cái xèo nha, đúng không đó, nước đang sôi đó, à đây nè, có gì đâu dễ ổn mà nè, con này biết nè, ố nóng không, không có nóng không, có gì đâu.
đâu, còn cái kia nó chưa đủ nhiệt độ để nó sôi thôi, bình thường thôi. Nè, bây giờ nó sôi nè, đó. Anh em nói chui lên cũng ngon à. Đó, nó sôi hồng hộp đó. Đó, ganh đi đó. Cái gì đâu. Rồi, tắt luôn nha anh em, chỉnh cho nó nhỏ tắt luôn. Tụi nó không muốn tắt. Thì tôi nói lại là dính cái gì vậy, lại khư cái miếng ke gì vào đó, ai trét vậy, à, nước sôi nè. Nè, trét ngay chỗ ốc lòng nè. Thì anh nên coi lại cái bình xăng của anh, dàn lửa của anh như thế nào. Ở đây người ta nổ mấy ganti rất là muốn chỉnh sao chỉnh. Hả? Không có giặt, không có đồ cái gì hết trơn á. Hả? Còn cái chuyện mà ở đây làm sao chảy được mà chảy. Hả? Cái chuyện mà ba cái máy xoảy này mà lâu ngày, ví dụ như nó tươm chút xíu hay con heo số cái gì vậy đó, anh em rồi đó xử lý giùm. Rồi vậy thôi nha, bye bye anh em nha. Bởi vậy là mấy cái máy cổ này nó cũng mất lòng mất bề lắm anh em ơi, nó đòi hỏi cao quá. Đối với mình ở đây mình gác lên một cái quan trọng, tôi nói lại với anh em mà còn nữa là anh em coi chừng bình xăng và các thứ của anh em ha. Rồi bye bye anh em nha.